cậu của mình chở nha. Quê cảm giác thật là thanh bình các bạn ơi, không khí rất là mát mẻ, cây cối rồi sông nước miền Tây nha các bạn ơi, miền Tây nha. Tới là bè của cậu mình nha. Dạ, đang làm clip. Rồi, tới rồi. Rồi, đây là cảnh mình vừa lên bè nè các bạn. Đây là một cái xuồng câu tôm mới vào. Đây, mới câu tôm xong. Đây, các bạn thấy cá điêu hồng không? Quá dữ luôn. Đây cảnh cho ăn. Ô, đây tôm là mới câu tôm xong mới câu lên luôn nè mọi người. Mọi người ở đây cho sáng. Đây. Ồ, phải gọi luôn. Ồ, quá trời. Quá ngon. À, còn sống luôn nha các bạn. Đứng luôn nha. Mẹ nước cá trời chưa Vinh? Dạ. Nước con cá trời bản chưa? Dạ chưa. Trời ơi, con cá trời nó nước ngon lắm á. Ồ, tôm. Tôm càng xanh, còn dãy đạch đạch luôn nha. Ồ. Cái đó tôm xong đó. Quá ngon.
Đây. Ôi, hồng quá trời luôn. Ủa cái tôm đó bao nhiêu một ký một? 250. À 250. Cái đó 1 ký luôn hả? 95 gram. Dạ. Em mà tôm cũng được ha, cũng nó cũng đều các bạn ha, nó không bự không nữa ha. Tôm sống nè, ăn nó ngọt, nó sống bốc luôn. Quá trời ngon. Ồ. Đây đem đi một vòng. Đây cái gọi là mấy cái bè trên sông nữa các bạn. Còn đây không có cái tôi gọi là cái dèo nha. Tôi gần cái dèo. Wow. Đây là mình sinh hoạt trên sông luôn nha, giống như một cái nhà luôn các bạn. Đây đây là cái cồn bồi đắp vô nè. Hồi xưa thì khúc này nó không có cồn nhưng mà bây giờ nó bồi lên thành một cái cồn luôn rồi mọi người. Ồ, dưới đây là rất là nhiều cá nha. Ở đây là cậu mình chiên nuôi cá điêu hồng. Ờ, quang cảnh rất là mát mẻ và thoải mái các bạn, ở giữa sông luôn đó. Thời tiết tuy có nắng nhưng mà cũng rất là thoải mái, gió rất là mát. Đây. Đi mình sợ téo á. À, các bạn thấy đây là những con cá mới thả nè các bạn đó. Đó, đây là cá nhỏ nha, cá con. Ồ, quá mát mẻ luôn. Đây, ở đây là có những cái dây điện là câu từ trong bờ ra nè. Đó, các bạn có thấy câu từ trong bờ ra để có điện đài sử dụng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay bên đây. Cá bên đây là cá gì cậu? Cá dồ đếm. À, bên đây là cá dồ đếm các bạn. Cá dồ đếm nha. Đây, đây, đây có một con cá dồ đếm nó đã bị lọt bụng rồi nè. Đây. Này, con này thì mình nghĩ chắc nó cũng sắp chết rồi các bạn. Bơi lên gần mặt nước đó. Đó, cái dồ đếm khi nào mà cho ăn thì nó rất là nhiều. Đây, đây là những cá mà nó bị ngợp đó các bạn. Thì nuôi thì chắc chắn số lượng rất là nhiều rồi. Cái này tính tới hàng chục tấn mà. Thì phải có một vài con bị nổi vậy thôi. Là cái hao hụt đương nhiên. Đây. Mình vào bên trong. Đây, những cái bao thức ăn. Bao thức ăn này là hàng Singapore nha các bạn. New Hope. Đó, New Hope Singapore nè. Cầm quay nữa. Cầm quay Trung Quốc. Đây, thức ăn hỗn hợp cho cá rô phi. Đây. Mình pha nước vào để cho nó mềm, cá nó dễ ăn hơn nè. Ồ, rất là rộng, quá thoải mái. Cái dèo bên kia của mình luôn hả cậu? Ai ờ, nhưng mà cầu cái cầu này mình đi qua không được đâu, té mà. Đứng đây mình quay được rồi. À, tính ra tổng cộng những cái này khoảng bao nhiêu tấn cậu Sang? Một dèo khoảng tương đương 10 tấn. À, một dèo tương đương 10 tấn. Nhìn sơ sơ này mình đếm chắc cũng khoảng chục dèo các bạn. Ồ, quá đã. Đây, sông nước rất là mênh mông. Sông Hậu, sông Tiền chứ, xin lỗi. Đây, sông Tiền, sông Tiền Giang nha các bạn.